chào bà con cô bác. Hôm nay là ngày 27 tháng 6, là ngày quay hình cuối cùng của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3, bà con cô bác. Mùa nha. Trời ơi, nắng tự nhiên xuất hiện đột ngột. Dạ, xin chào bà con cô bác. Alo. Không nhận ra à? Hay sao mà đột ngột? Không biết là em vô, em có nhắn từ lúc đầu. Em lên từ chiều rồi, mà mưa em ở trong đây nè. Hello mọi người. Chơi suốt luôn á, bây giờ phải được ý em, người ta làm 5 tháng rồi. Không có lẽ phải đi từ lúc mà bắt đầu đó. Em không có nha, 5 tháng trời nằm im. Nằm im. Nằm im. Thôi không có nói nhiều, bây giờ đưa kịch bản đi rồi lo chạy đi trên đi. Mà lo trang phục của ban giám khảo đi. Nói chứ hôm nay là bí mật tiết lộ với mọi người, hôm nay em lên phụ diễn. Đó. Ngân vừa bổ sung thêm phụ diễn rồi, vừa lên tập bài xong. Đấy, vừa lên tập bài xong. Lên đóng với Phúc Hưng với lại Chủ Dung. Bùng nổ. Bùng nổ không? Hay cho chị Kiều. Có bùng nổ không? Hay cho chị Kiều. Chị giới thiệu thôi, đây là bà bầu Tâm Linh nha. Xin chào bà. Vai nhạy nặng nha. Nếu mà thấy có cô là vai nặng lắm á, tâm lý dữ lắm đó. Tâm lý lắm. Mấy vai nắm cũng nặng mà. Nặng lắm. Mấy nắm cũng nặng mà. Năm mấy lên sau mấy nặng lắm. Không có bị bụng nhiều. Không bị gì hết, chú chị trộm vía. Dạ, trộm vía. Đang có 5 cân rồi, chú chị ơi. Nhìn không có khác gì rồi. Không có khác quá, chú chị ơi. Uống được cái uống coca thôi, không uống sô điên. Cầu lòng nhớ hôm Ngôi Sao Miệt Vườn mùa năm ngoái là cứ tới bộ đạp. Nắm bia về giám khảo xong chưa? Nắm bia về giám khảo tới chưa? Mời ban giám khảo đã dùng chị đi em ơi. Chị Nắm ơi, ổ ủi giùm em bộ đồ chị Nắm ơi. Còn chết mất, ơi, có phải quá. Mình Nắm bi lên rồi, mình phải còn một tập nữa đúng không? Mình phải quăng qua cho Nắm bi, nhờ Nắm bi trả giá giùm. Chút nữa em diễn chung với chị Dung xong rồi em về luôn đó. Cảm ơn bé Thanh Chương bên nữa. Hãy cho bà ta ân đôi đồng tiền này vô. Yeah, uống được nước gì nè, uống được nước ngọt. Được. Ủa, tính ra hôm nay là Nắm bi lên là được săn sóc tận tình. Biết bao nhiêu YouTuber bay quanh. Đừng quay hy sinh. Nãy giờ tính ra là hồi xưa là chị dính mình kia chị ngon. Nắm là sẽ đứng bên này là để quay YouTube chung nè. Hôm nay là mình quay YouTube chung luôn. Bây giờ là hàng hot. Hôm nay là hàng chung thì đã hot hơn nữa. Không, đó không sao. Không, đó quay ra là mấy xấu YouTuber làm tính không, bây giờ anh chạy mẹ bé Nắm nghĩ ra. Em nói trước nha, ngày đi sinh là không được ai qua viện để thăm đâu, có mục chỉ mất. Cười chắc chết, em dặn chị Dung rồi. Mà xin không được sao? Em xin thường hay là gì? Em xin mổ, nên là nó sẽ mục chỉ đấy. Đừng sao, đừng ai sao. Chỗ phía bạn nó nói tục lưng. Ủa nhưng mà bé Nắm đã nghĩ cái tên cho hai bé chưa? Một cái gọi là Tom với Jerry. Tom và Jerry à? Tom và Jerry. Ủa nhưng mà tên gì nhớ mà chị nghĩ là cái đặt tùm lum hết á. Mà ông ở nhà ông xem Tom và Jerry không? Ông biết đặt Tom và Jerry. Thôi trộm, trời giữ giữ. Trời ơi tên. Chúc cho Nắm bi mẹ tròn con vuông nha. Cảm ơn anh Trương nha. Cảm ơn. Thì tại đang quay lại kênh của Nắm bi trên TV, trên Nguyễn Thị Ngân. Đang quay lại Thanh Trương. Thế nào đây là chị quay cái mặt tham ăn này mới được. Gửi rất nhiều đồ ăn cũng là các anh chị trong anh chị em gửi sư phụ với lại mấy chị ăn uống đồ thủ thuê mấy khỏe đây khỏe để
thời gian như chó chạy đúng không? Con có đi thêm giờ luôn rồi đó. Con nghĩ là lúc đó quay phim sao bây giờ mà mới bắt đầu chuẩn bị quay, không thật mà. Chúng tôi tròn nhớ nghề lắm cô chú anh chị, nhưng mà hôm nay quyết tâm lên xíu. Lên xíu để thăm chị em cô bác chứ. Hai tháng nữa xanh rồi. Hai tháng nữa xanh là 6 tháng nữa mới ra ngoài. Xanh xong rồi không cỡ nấm là phải 5 mới ra á. Cái gì? Cái gì? 5 kỷ đó. Có hai bé nữa thành ra là cái thời gian săn sóc nó sẽ nhiều hơn so với một bé. Nhưng mà thôi hôm nay lên thăm là vui, lúc nào cũng cười hà hà vậy là vui rồi. Nói chung là nhà luôn đó được mở, trừ lúc mà nói chung là khi nào mà chỉ nó lành ấy thì mới tính mời mọi người. Thôi cứ làm một năm đi cho mọi thứ nó an toàn rồi mà cũng thì cũng sao làm được rồi. Năm thì là một năm nhưng mà bà con cô bác qua thăm thì cứ thăm. Cứ ra mà. Là team của mình đó là 7 chị em nhưng mà có 5 kênh YouTube. Thì em một kênh thì đó. Em đâu có quay đâu. Không, em quay á. Em live stream, nắm là stream live stream. Không biết phản pháp lại với các em, các em bé. Mà em biết em không quay, em biết khuyến khích 6 YouTuber mỗi người một ngày. Sao nhà em bé cháu. Bốn YouTuber. Mấy đứa kia là mấy đứa kia nó sang Phụng Hoàng. Nó sang để nó quay giùm. Không. Sang cầm máy quay. Có Phụng Quyết quay giùm một hai đứa. Nhi với lại chỉ việc bé hai đứa thôi. Bé em một người. Chị đang làm gì nào cứ là em thôi. Chị diễn. Chị nắm phải làm một cái cuốn sổ ghi ra. Như hôm nay Trang qua thăm là phải thay tả. Hôm nay qua thăm là phải tắm em bé vậy đó. Xong mà Nhân qua thăm là phải sờ bóp hai em vậy đó. Mỗi người một bé nữa hả? Ủa uống thôi uống gì. Hôm nay uống nước ngọt. Uống nước suối. Cũng thèm thèm lâu lâu cũng uống. Nhưng mà uống coca nhiều. Cho nó thở chứ. Cái gì mà đi. Đi thấy nó đi cái gì. Đi lướt sóng lướt đổ đi. Cái cano mà đợt chị em mình đi đó. Đi hết á. Đi để cho em bé trải nghiệm trong bụng. Bữa nay mới thấy rõ bụng quá chứ mấy lần em qua là đạp á. Chứ mấy lần qua nó mặc đồ không có nhìn thấy. Không có biết không biết. Chưa đạp đâu xíu nữa cơ. Tại nãy giờ cười nhiều. Mẹ đạp. Cười ít thôi. Cười nữa. Sợ quá. Cười hoài rồi. Cười hoài rồi. Nhá anh mà sắp cười hoài. Đấy đạp thôi. Biết thôi không gọi. Biết không? Thấy không? Đạp cả hai bên là đạp đạp rồi, các chị xin xin vía. Ấy sao em chưa thấy đạp mà thấy nắm cười cái nó rung bụng mà. Xin vía có chồng con có con cái đẹp.